phần chào quốc quốc kỳ Hoa, cào chào cờ quốc kỳ Hoa Kỳ đã xong. Bây giờ là phần chào cờ Việt Nam. Xin quý vị cùng hướng về lá cờ Việt Nam thân yêu của chúng ta, để chúng ta cùng nhau nhận ra đó là quê hương mà chúng ta ghi nhớ và yêu thương nhau như tình huynh đệ. Chào cờ Việt Nam, chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Một lần nữa xin quý vị cho tất cả các